Với vị thế thủ đô nghỉ dưỡng, Bình Thuận thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, mang về nguồn doanh thu đáng kể vào ngân sách địa phương, mỗi năm tăng bình quân 18%. Do đó, sự phát triển của ngành du lịch tỉnh cần có nguồn nội lực rất lớn. Đến năm 2030 thì cái lượng khách về Bình Thuận rất đông, trong đó là lĩnh vực du lịch, kể cả các lĩnh vực khác thì cần nguồn nhân lực rất lớn. Theo kế hoạch đề ra, bên cạnh mũi nhọn là Phan Thiết, tỉnh đang có lộ trình đến năm 2025 sẽ đưa La Gi, đô thị lớn và nông dân thứ nhì lên thành phố, trở thành trung tâm thương mại, du lịch phía Nam Bình Thuận. Thành phố biển La Gi, sức bật hạ tầng và tiềm năng bứt phá. Việc chính quyền La Gi đang phấn đấu xây dựng và phát triển thị xã La Gi lên đô thị trực thuộc tỉnh vào năm 2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ năm 2020-2025 đã đề ra. Mọi việc là đều công khai và lấy ý kiến nhân dân từng bước, và cũng rất là mừng là hầu như là bà con là đều rất phấn khởi và nhiệt tình là ủng hộ cái dự án. Với thế mạnh về kinh tế và du lịch, La Gi được đánh giá có nhiều cơ hội bứt phá mạnh mẽ không kém Phan Thiết, nhất là khi nơi đây đang được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông trọng điểm cấp quốc gia. Điển hình như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với chiều dài 99 km, chiều rộng 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, đã khởi công vào cuối tháng 9 năm 2020 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. Cùng lúc đó, các tuyến đường Hàm Kiệm, Tiến Thành, đường DT719, DT719B ven biển cũng đang được gấp rút thi công, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trước cao tốc để kịp đấu nối liền mạch nhau. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sau khi xuống quốc lộ 1A ở địa phận huyện Hàm Tân sẽ kết nối vào đoạn ngã ba 46 chạy dọc quốc lộ 55 đến La Gi. Khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được đưa vào sử dụng, thời gian xe di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến La Gi không quá 2 giờ và đến Phan Thiết khoảng 2,5 giờ. Đây được đánh giá là một lợi thế lớn cho Bình Thuận nói chung và La Gi nói riêng đón dòng khách từ thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, sân bay Phan Thiết cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với sự kiện chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng trong quý 2 vừa qua. Dự án có quy mô 543 hectare, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, công suất 2 triệu hành khách một năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Cùng lúc đó, giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành chỉ cách Bình Thuận 1 giờ di chuyển cũng đã khởi công quý 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2025. Hai sân bay lớn trong khu vực được xem là chìa khóa giúp Bình Thuận tiếp cận nguồn du khách dồi dào từ phía Bắc cũng như các đoàn khách quốc tế. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch đưa Bình Thuận trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hạ tầng phát triển và kết nối đồng bộ giữa các tỉnh và các khu vực lân cận sẽ giúp cho du lịch của Bình Thuận có sự đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế kết nối về mặt sản phẩm giữa địa phương và các khu vực lân cận, và như thế rằng là sẽ cùng nhau thúc đẩy và phát triển du lịch của toàn khu vực. Với vị thế nổi bật về du lịch và đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ, bất động sản Bình Thuận luôn là tâm điểm của giới đầu tư. Bên cạnh những thị trường quen thuộc như Phan Thiết, Mũi Né, trong 2 đến 3 năm gần đây, sự bừng sáng của La Gi đã bắt đầu thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư sành sỏi. Khảo sát sơ bộ cho thấy, ở những khu vực tập trung đông dân cư của La Gi, giá nhà đất dao động ở mức 25 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Với vị trí đắc địa, thuận tiện kinh doanh, giá đạt mức 35 đến 60 triệu đồng. Thậm chí, khi kết hợp thêm những yếu tố mặt tiền đường lớn hoặc ven biển, giá có thể lên đến 75 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, mặt bằng giá này được nhận xét vẫn còn rất hợp lý so với các tỉnh thành có cùng lợi thế ven biển khác. Ngay cả khi tại Phan Thiết, Mũi Né, những vị trí đẹp, ven biển, thuận tiện phát triển cơ sở du lịch, giá đất cũng đạt xấp xỉ 90 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Ở Phú Quốc, giá đất ven biển dao động từ 130 đến 150 triệu đồng một mét vuông. Ấn tượng hơn, tại Nha Trang và Đà Nẵng, mức giá lên đến 350 đến 400 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, có thể thấy, giá bất động sản tại La Gi chỉ bằng 1/3 so với Phan Thiết, Mũi Né, 1/5 so với Phú Quốc và 1/10 so với các thị trường kỳ cựu như Nha Trang, Đà Nẵng. Sự chênh lệch quá lớn giữa các mặt bằng giá có thể được lý giải bằng sự khan hiếm sản phẩm ven biển sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, theo lộ trình phát triển của La Gi, các chuyên gia nhận định khoảng cách giữa La Gi và các thành phố, đô thị biển khác sẽ nhanh chóng kéo gần.
Và đây chính là thời cơ cho các nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt để đón đầu thành phố là gì trong tương lai. Thống kê cho thấy, nhiều chủ đầu tư đã ngắm đúng thị trường La Di từ nhiều năm trước và chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, tiêu biểu như 577, Tây Bắc, Vinam. Và mới đây là tập đoàn Danh Khôi. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kinh nghiệm phát triển nhiều dự án lớn, tập đoàn này đang triển khai dự án La Di New City ngay tại cảng biển La Di. Dự án có phía đông giáp cảng, phía tây và phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp đường bến Trường Dương. Là phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch biển lớn nhất khu vực, La Di New City không chỉ thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện hữu như chợ La Di, siêu thị, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, mà còn tích hợp tiện ích nội khu cao cấp, trở thành biểu tượng của La Di trong tương lai. Với tiềm năng tăng trưởng của La Di, những dự án mới với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp như La Di New City đang dần xuất hiện, sẵn sàng cùng thành phố mới thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời đón sức bật hạ tầng từ những công trình quốc gia như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, tuyến đường biển, sân bay Phan Thiết. La Di hứa hẹn sẽ là điểm đến sáng giá của ngành du lịch miền Trung Việt Nam.